Đức Anh xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tâm sự cùng câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng. Hôm nay Đức Anh rất là vui khi lại được đồng hành với các bạn trong những tâm sự, những chia sẻ, những giải bày của các bạn trẻ gửi đến chương trình. Và khách mời ngày hôm nay lại là một vị khách mời quen thuộc và cũng đã đồng hành với một vài số của chương trình, đó chính là cô Phật tử, cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Vàng Tô Độc Hòa, một người luôn luôn rất là nhiều công việc Phật sự nhưng luôn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến với thế hệ trẻ. À, con thưa cô thì hôm nay đến với chương trình thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề không mới, một chủ đề luôn luôn nóng hổi, đó là một chủ đề về tình yêu của ạ. Và trong các mối quan hệ tình yêu thì các bạn trẻ gặp rất nhiều những vấn đề, và hôm nay thì con sẽ xin phép đọc một thắc mắc cũng như là một cái tâm sự của một bạn đã gửi về chương trình ạ. Con thưa cô Phạm Thị Yến, con đã chia tay với người yêu cũ một thời gian. Gần đây con có người yêu mới thì bỗng dưng bạn người yêu cũ lại muốn quay lại với con. Nhìn thấy bạn người yêu cũ đau khổ nhưng con lại không muốn quay lại, không biết phải làm gì để bạn ấy từ bỏ ý định đó trong hòa bình, và con cũng không biết có nên kể câu chuyện này với người yêu mới của con hay không. Con mong cô tư vấn giúp con ạ. Con xin tri ân không biết của cô. Tuổi trẻ mà. Thì khi mà yêu thì nó là quá trình lựa chọn. Chỉ bao giờ lấy rồi thì mới bị đóng khung ở đó thôi. Thế thì khi mà mình lựa chọn cũng lựa chọn làm sao có đạo đức. Chứ còn nếu như mình lại lựa chọn ngoài đạo đức thì không đúng. Ví dụ yêu một lúc 4-5 người, chọn xem là người nào tốt hơn thì ta yêu, thì cái đó nó không đúng. Cô nói không đúng ở chỗ nào? Vì mình không thật tâm với ai cả, mình không dành tình cảm với ai là trọn vẹn cả, thì mình sẽ không biết được hết tất cả cái tâm của người đó. Mình sẽ nói dối, và tất nhiên cái nói dối đó nó sẽ bộc lộ. Bộc lộ rồi thì một trong các anh chàng hay cô làng đó cũng sẽ biết sự thật. Và chính cái lựa chọn đó sẽ đưa mình xuống trở thành người không tốt, và mình sẽ bị tiếng tăm. Thế rồi cái đó sẽ đưa mình đến một cái quả báo đau khổ, là không thể có một gia đình hạnh phúc được. Và không bao giờ có được một cái người như ý mình được. Vì cái duyên mình khởi lên đã đi tìm tất cả những người này như là một món hàng ấy, không coi trọng cái tình cảm của người khác. Cho nên chúng ta làm gì thì làm cũng phải trong đạo đức, nó mới sinh ra phúc báo cho mình. Thì cô quay trở lại với lại cái câu của bạn, nó liên hệ gì với những điều cô đã nói? Người yêu cũ của bạn đau khổ vì bạn có tình thương, vì mình đã có tình yêu cũ rồi mà, cho nên dù sao nó cũng có cái đồng cảm với nhau nhiều rồi. Thế đến bây giờ bạn đau khổ, bạn đòi quay lại. Thế nếu bây giờ cô đặt giả thiết bạn quay lại, thế cái bạn kia cũng đau khổ, cái bạn này, bạn lại sang người yêu cũ kia thì trở thành người yêu mới. Bạn cũ kia bị mới yêu lại thì nó thành người yêu mới. Thì cái bạn mà bạn vừa bỏ đi đây này, cái bạn người yêu mới này, bạn bỏ đi một cái là thành người yêu cũ luôn. Thì người yêu cũ lại cũng đau khổ, thế giờ bạn tính sao? Thì bạn lại để cho đỡ hai người đau khổ thì tôi yêu cả hai à? Đấy là một cái là mình phải tư duy trước khi mình quyết định bất cứ một vấn đề gì. Thì bạn cũng đã hỏi cô để bạn đến quyết định, thì đó cũng là một điều mà bạn là người có suy nghĩ, có đạo đức. Tức là bạn giữa hai người này, bạn cảm thấy là người ta cũng đang có tình cảm với bạn mà người ta khổ, cho nên bạn không biết làm sao để cả hai người bớt khổ. Thì cô cũng nói với bạn thế này: thực ra ấy, khi mà yêu nhau một thời gian đều có tình cảm. Dù cái lỗi gì lớn đến đâu, người ta hại mình tới đâu mà để đến bỏ nhau, đến lúc người ta quay về, người ta nói đến cái tình cảm cũ, nhắc đến cái tình cảm cũ hay xin lỗi, mình đều quên đi cái lỗi lầm của họ. Đều quên đi hết. Và lại nghĩ rằng họ cũng sẽ như là cái lúc mới mà người ta nói như thế này. Thì cô nói tại sao lại như thế? Vì mình hay tin người khác quá, không nghĩ đến cái sự việc đã xảy ra và tâm con người ta thế nào. Mình cũng không cần xét xem là trong quá trình đó thực sự người ta đã thay đổi chưa, không xét đến cái thay đổi chưa, mà mình đã tin ngay cái lời nói này. Thì do đâu mà mình có cái tin một cách như vậy, và cái cảm xúc để mà tha thứ nhanh như vậy, là do nhiều kiếp hay dối gạt người ta.
Chứ không phải là mình nghĩ là mình trong sáng đâu, không phải đâu các bạn ạ, không phải thế. Con người có trí thì người ta không bao giờ áp dụng như vậy cả. Không phải người ta là người chấp lỗi, mà người ta là người sáng suốt. Trong quá trình tôi với anh bỏ nhau, anh đã làm gì để thay đổi? Cách hành xử của anh với mọi người đã thay đổi chưa? Nếu cách hành xử của anh, tư cách của anh đã thay đổi, tôi tin rằng anh sẽ là người thay đổi. Còn nếu anh vẫn tư cách cũ, anh không có một cái gì đổi mới, khi tôi tiếp xúc với anh vẫn cái cách cư xử đó, vẫn cái mà cái tình huống xảy ra đối với bạn anh cũng phải quan sát, anh vẫn hành xử như thế. Tất cả anh đều như thế thì anh không có gì là thay đổi cả. Thế chính vì thế trên có những người mà các bạn trẻ yêu phải một người chơi bời, yêu phải một người cờ bạc, yêu phải một người nghiện ngập, yêu phải một người suốt ngày đi sàn, yêu phải một người ví dụ như chơi bóng hay đập đá. Nhưng mà các bạn vẫn không dứt được, bởi vì các bạn tin luôn những lời người ta nói. Không bao giờ xét xem người ta, lời nói người ta có thật hay không. Do đâu như thế là do mình dùng lời nói lừa người khác quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ mình có một cái thói quen như vậy. Cho nên thường mình đừng để cho cái nghiệp cũ của mình nó dẫn dắt như vậy. Mình phải sáng suốt. Tất cả mọi việc thì phải xem một người này, người ta hành xử với mình như thế nào và hành xử với người khác như thế nào. Đôi khi thì các bạn cũng rơi vào một cái tình trạng thế này. Anh ấy đối xử không tốt với cô kia nhưng anh đối xử tốt với tôi, chính tỏ anh yêu tôi. Cái đấy quá sai lầm các bạn ạ. Bởi vì người ta đang muốn có mình, người ta đang muốn mà mình thuộc về người ta, cho nên là người ta khác đi, còn bản chất của người ta là đi đối xử với đời thường cái kìa. Thế nhưng mình lại nhầm lẫn như vậy. Nhầm lẫn như vậy là do cái nghiệp mình cũng lừa đảo người khác nhiều rồi. Cho nên bây giờ mình có cái tư duy, suy nghĩ và cái cảm xúc như thế. Đấy nhá, trên để cho các bạn nhận diện được ra nghiệp cũ của kiếp cũ và cái mà nhận biết của mình trong kiếp này nó tương quan như thế nào. Nếu như trong kiếp cũ mình có dối trá thì bây giờ cái nhận biết của mình nó sai lầm. Đạo Phật dạy rằng mình phải sống chân thật, nói lời thật, chính là để bảo toàn cho mình hạnh phúc trong nhiều kiếp. Thì bạn với người bây giờ bạn đang vẫn ở cái chỗ lựa chọn, cho nên là bạn cũng có một cái là muốn là chia tay trong hòa bình. Nếu chia tay cái bạn cũ kia thì cũng bạn dù đau khổ đến mấy mình cũng muốn là hòa bình, không muốn là sẽ gây ra những cái gì tiếp tục vào cái bạn mới này. Nếu như mình quay về với bạn cũ thì mình cũng được cái hòa bình, tức là trở thành người bạn. Thì bạn phải sáng suốt, bạn phải xem cái tư cách của người cũ và tư cách của người mới bằng cách hành xử đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với bạn bè, và xem họ có là người hướng tới cuộc sống mới bằng cách chấp chỉ làm ăn hay không. Đấy. Và cái dự định trong tương lai là gì? Và hai bạn này thì bạn đều biết mà, vì cái bạn người cũ bạn đã biết rồi. Bây giờ chỉ còn cái người yêu mới thôi, xem xét và xem cái anh người yêu cũ này từ ngày bỏ mình đến giờ có gì cải thiện không? Có gì thay đổi không? Hay vẫn như thế và vẫn như cũ? Nếu vẫn như thế và vẫn như cũ thì tình trạng khiến hai người bỏ nhau là gì, nó cũng không thể thay đổi hoặc nó trầm trọng hơn thôi. Vì sao cô lại nói là trầm trọng hơn? Bởi vì cái lúc trước người ta đã hành xử với mình như thế thì lúc sau người ta cũng sẽ rất dễ dàng hành xử hơn như thế. Ví dụ tôi đã tát anh được một cái rồi thì đương nhiên cái tát thứ hai tôi cũng có thể, vì đã có thay đổi đâu, tính cách không thay đổi mà, cho nên nó vẫn thế. Cho nên đừng tin vào lời nói của người ta mà hãy nhìn vào hành động của người ta. Và khi mình biết đến Phật Pháp thì mình có sâu hơn. Đừng tin người ta nói và đừng tin hành động của người ta làm trong ngay giây phút tiếp xúc với mình, mà hãy nhìn xem người ta hành xử với người khác thế nào, biết rằng người ta có thay đổi hay không thay đổi. Bây giờ cô chỉ nói ví dụ một trường, một việc nữa, vì cô muốn mở rộng ra. Cái người đàn ông này người ta đã có vợ rồi, có vợ rồi, người ta đến người ta bảo vợ người ta thế này, vợ người ta thế kia, cuộc sống người ta chán nản, người ta muốn mình làm bạn, và thế mà mình ngã vào người ta để làm người tình của người ta. Bản chất của người ta là người không đồng hành với người đã từng đồng cam cộng khổ với mình, thấy cái không được như ý thì buông tay đi tìm cái mới. Bản chất người ta như thế, làm sao người ta có thể khác đi đối với mình? Đó là một cái nhìn mê lầm.
mê lầm. Cho nên cũng nhiều cô gái, cuộc sống của vợ chồng không an ổn, đi chia sẻ với những người bạn cũ, người bạn ấy thấy khổ quá, giúp đỡ luôn, tương tác luôn và trở thành người tình luôn. Cái đấy quá mê lầm. Vì người phụ nữ kia, người ta đã không thể nào mà có thể tử tế với cái người chồng, dù người chồng là không tử tế, thì người ta làm sao có thể tử tế với mình nếu một lúc nào đó mình cũng có những cái nghiệp nó thay đổi, nó khiến cho mình không được như ý của người ta, thì liệu rằng người ta có tốt với mình không? Đấy, cái quan trọng là mình phải tư duy, và cái tư duy đó phải đưa ra bằng cái quan sát thực tế, thực sự là thực tế. Cho nên là khi mà tìm hiểu về một người, mình phải tìm hiểu khá sâu bằng cách nhận diện. Thì cô cũng có một cái về Phật tử trong ở chỗ cô cũng thế. Có một lần cô dùng cái số điện thoại khác, cô gọi đến cho một cái cô Phật tử. Cô ấy trả lời mà cô không nhận ra đấy là một cái cô Phật tử mà hay nói chuyện với cô. Không nhận ra. Bởi vì cái số điện thoại này không phải là số điện thoại của cô. Cho nên cô gọi điện đến số điện thoại của cô, đến các bạn Phật tử, thì cô nhận đến, cô nhận được một cái thái độ khác. Vâng dạ, chị em đầu cuối ăn nói rất là dễ nghe, bởi vì cái đấy là cô quy định phải như thế và phải học như thế, ăn nói thế. Và cô cũng hướng dẫn cho rất là tỉ mỉ. Thế nhưng mà khi gặp cái số điện thoại khác đến cái thì trả lời quả thật là nó không được ba phần khi trả lời với cô. Và cô cũng nhắc nhở luôn, mình có thể dối người nhưng không dối được nhân quả của chính mình. Có thể dối ai thì dối được, nhưng nhân quả của chính mình thì không dối được. Cho nên hãy nhìn nhân quả, người chính nhân quả là một cái camera, nó ghi hết tất cả các cái hành động của mình, và nó sẽ đáp trả cho mình một cái quả báo mình không trốn tránh được. Suy nghĩ như thế thì mình sẽ luôn luôn hoàn thiện mình, không cần phải dối trá. Cần gì phải dối trá đâu, bởi vì chính mình có trách nhiệm với mình, chính mình sẽ là hưởng cái gì mà mình gây ra mà. Thế cho nên bạn ở đây cũng thế, phải có cái nhìn tinh tế bao quát về một việc, chứ đừng đi đến cái nghe người ta nói đã tin ngay. Nghe người ta nói mình không phỉ báng, mình không cái gì, mình ghi nhận, nhưng còn để xem người ta có được như lời nói của người ta hay không, mình còn phải có thời gian. Vì thời gian nó sẽ chứng minh được tất cả những cái mà người ta thật là như thế hay không. Nếu như ngay trong hiện tại mình xem người ta đối, xem người ta đang nói về người khác cái gì và cách hành xử của người ta ra sao. Nên ở trong Phật Pháp nó có rất là nhiều cái hay, nhiều cái mà dạy con người ta nó sáng suốt, rất là lợi ích. Cho nên là cô cũng mong rằng bạn cũng áp dụng cái nhìn này của cô, cái hướng dẫn này của cô, để cho bạn là sẽ có được cái sự giải quyết sáng suốt. Và tất nhiên cái sự giải quyết này nó rất là hòa bình, vì rằng mình chỉ trả lời rằng là em đã yêu người mới rồi và em không thể nỡ bỏ như thế được, vì em bỏ như vậy thì cái người mới người ta cũng rất là đau khổ. Em phải là người trung tình, chúng ta đã đi qua rồi thì chúng ta sẽ làm bạn của nhau, nếu như cái người cũ lại là cái người không tốt. Thế còn nếu mình thấy cái người mới này là người chưa được tốt, chưa được hoàn thiện, thì mình cũng có thể giúp cho họ hoàn thiện hơn, xem họ có lắng nghe không. Bởi vì chính cái người mới lại là cái người mình đang tương tác để giúp đỡ người ta được. Còn cái người cũ kia, người ta đi qua rồi, mình quay trở về với người ta thì người ta vẫn như cũ, chưa có cái gì thay đổi. Mình không biết rằng họ có thay đổi không. Thế còn trường hợp thứ hai nữa, bạn có thể xử sự là thế này. Nếu như cái người mới này có những khuyết điểm, bạn và bạn cũng có những khuyết điểm, bạn có thể giao tiếp với nhau, nói rằng là chúng ta cùng nhau sửa chữa khuyết điểm, thì anh có đồng ý không? Trong cuộc sống này chúng ta hãy lắng nghe nhau như thế này. Nhưng cái người này có đồng ý nhưng lại không sửa chữa, mình nhắc một lần, hai lần, ba lần. Thế rồi sau đó thì bạn vẫn cứ đồng hành nói chuyện với cái bạn cũ kia. Nếu bạn thấy cái người mới này
người ta có cái đấy mình biết là mình không thay đổi được người ta rồi, mình không giúp cho người ta rồi, mình không giúp được thì mình sẽ sống với người ta sẽ là người bảo thủ, rất là khó có thể mà chia sẻ được. Thì mình cũng nói rằng là anh bảo thủ như thế, như thế, như thế, em thấy nó không phù hợp, tức là mình sẽ làm cho người ta nó có cái động thái để người ta biết được cái tâm tư của mình. Thế khi người ta biết cái tâm tư của mình, người ta lại thay đổi thì sao? Thế thì mình sẽ để cho người ta cơ hội để người ta thay đổi. Thế còn với cái bạn kia thì chưa, tuy rằng chưa phải là mình nhận lời, nhưng mình nếu bạn kia bạn ấy mình cũng nói là đấy anh có những cái tập tật nghiệp này thì anh có thay đổi không? Mà có thay đổi thì em với anh là bạn đã. Chưa để là bởi vì đấy mới là lời nói thôi chứ đâu đó phải là thực tế đâu. Còn cái người kia mình đang thực tế, mình đang biết mà. Thế thì còn một việc nữa cô cũng nhắc tới rằng nếu bạn mà biết tu tập Phật pháp, bạn biết làm các cái điều thiện lành và hiếu nghĩa và sửa những cái lời nói và cách hành xử của mình đối với người, đối với Phật, biết yêu thương thì phước của bạn tăng trưởng lên. Phước của bạn tăng trưởng thì bạn sẽ có cái nhìn nhận sáng suốt và đúng đắn giữa hai người, và cái cách giải quyết theo phước báo nó là cái cách mà đưa đến cho mình hạnh phúc, chứ không phải bằng mỗi cái nhìn nhận của mình. Vâng ạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Qua đây thì chắc là bạn đặt câu hỏi cũng có được cho mình những lời khuyên rất là bổ ích. Và qua đây bạn thấy không, chỉ với một câu hỏi như vậy thôi mà cô đã diễn giải ra được rất là tổng quát cũng như là rất chi tiết về vấn đề của bạn. Ngoài việc là chúng ta phải tu học Phật pháp để có được một cái nhìn nhận đúng đắn, có được trí tuệ, mà cô lại còn phân tích cả những cái mối quan hệ rộng hơn về mối quan hệ vợ chồng nữa. Và thật đây là sẽ là một trong những câu trả lời mà nhiều người cũng có thể tìm được cho mình những lời khuyên rất là bổ ích. Qua đây thì con cũng rất là cảm ơn cô là cô đã đồng hành với chương trình Tâm sự cùng với câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng, và chúng con hy vọng rằng là chúng con sẽ có được nhiều cơ hội hơn nữa để được cô đến và giao lưu tâm sự với các bạn. Một lần nữa thì con cảm ơn cô rất là nhiều, và Đức Hạnh cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trong suốt các số vừa qua, và Đức Hạnh chúc tất cả các bạn sẽ khi đến với chương trình sẽ tìm được cho mình những lời khuyên, những dòng tâm sự của mình khi được giải quyết. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.